Vậy là một mùa hồng treo gió nữa lại đến rồi Rất là trùng hợp với dịp cuối năm này Khi mà tiết trời xe lạnh và mình có thể thưởng thức hồng với một ấm trà nóng Nhớ năm ngoái á, mình đã review với các bạn món hồng treo gió này rồi Một đặc sản nông nghiệp Việt Nam được chăm chút kỹ lưỡng Từ khâu chọn lựa nguyên liệu cho đến bao bì của team Startup Food Map Để mình chăm một ấm trà nóng trước khi diễn tả hương vị của quả hồng cho các bạn nghe nha Để nói về hương vị của hồng treo gió thì nó nằm giữa quả tươi và mứt Từng quả hồng được treo và hông khô nhờ nắng và gió trời vẫn còn giữ được một phần nước nên mềm ẩm vừa phải bên ngoài vỏ hơi khô đôi khi được bao phủ bởi một lớp trắng li ti như là phấn cắn vô thì sẽ có độ dai giòn còn phần thịt quả bên trong thì mềm dẻo do được hông khô từ 5 đến 10 ngày nên toàn bộ phần đường tự nhiên có trong quả được giữ lại hình thành nên một lớp mật khi ăn sẽ có vị ngọt đậm nhưng mà không quá ngấy như là mứt có hai cách ăn hồng treo mà mình rất là thích là dùng tay tách đôi quả để có cảm giác như ăn quả tươi hoặc là mình có thể cắt nhỏ và ướp lạnh cả hai cách mình đều dùng với lại trà ấm đông đầy vị ngọt thơm của hồng rồi nhấp một ngụm trà nhẫn nhẫn để tráng miệng tiếp tục lặp lại một vòng ngọt đắng cùng với những câu chuyện đầu năm kể hoài không dứt bên cạnh các loại bánh mứt thông dụng thì mình nghĩ hồng treo gió xứng đáng có một chỗ trên bàn tiệc tết của các bạn